quý vị vẫn giữ màn hình của Good Morning Washington DC. Để tiếp tục, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu, tìm hiểu về cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ, tức là Department of Homeland Security hay là DHS, là một bộ phận của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, được thành lập nhằm để đáp ứng các cuộc tấn công sau sự kiện 11 tháng 9 2001. Tổng thống George W. Bush tuyên bố thành lập văn phòng an ninh quốc gia để phối hợp các nỗ lực an ninh. Với trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Kỳ, đề phòng chống khủng bố, an ninh biên giới, nhập cư, hải quan, an ninh mạng và các phòng ngừa thiên tai. Tài chính cho năm 2017 là 40.6 tỷ Mỹ Kim với hơn 240.000 nhân viên là bộ phận nội các lớn thứ ba sau Bộ Quốc phòng và cựu chiến binh. Các cơ quan khác có trách nhiệm về an ninh quốc gia bao gồm Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Bộ Năng lượng. Trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có trách nhiệm với hoạt động quân sự ở nước ngoài, thì Bộ An ninh Nội địa chịu trách nhiệm hoạt động trong phạm vi thường dân để bảo vệ Hoa Kỳ trong và ngoài biên giới. Mục đích là chuẩn bị, phòng ngừa và đáp ứng các tình huống khẩn cấp trong nước đặc biệt là khủng bố. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, thì Bộ Di trú và Nhập tịch xác nhập vào Bộ An ninh Nội địa. Bộ An ninh Nội địa được chia thành hai cơ quan mới và hoàn toàn tách biệt là cơ quan nhập tịch và nhập cư và cơ quan di trú. Các đơn vị điều tra và thu thập tin tức tình báo của Bộ Di trú và Nhập tịch cùng với cơ quan hải quan được xác nhập thành cơ quan điều tra an ninh quốc gia tức là Homeland Security Investigation. Ngoài ra, hoạt động biên giới bao gồm U.S. Border Patrol, U.S. Customs Service và Animal Plant Health Inspection Service được thống nhất thành cơ quan dưới quyền Bộ An ninh Nội địa, tức là U.S. Customs and Border Protection. Bộ An ninh Nội địa tạo thành sự xác nhập đa dạng nhất để có khả năng và trách nhiệm liên bang kết hợp thành 22 cơ quan chính phủ vào một tổ chức duy nhất. Cuộc tranh luận sau khủng bố 9-11 cuối cùng đã chuyển sang chính phủ liên bang xem làm cách nào để có thể ngăn chặn các cuộc khủng bố trong tương lai. Chính xác, một tháng sau khi vụ tấn công, thì Thượng nghị sĩ Jolie Berman và Thượng nghị sĩ Anders Specter đã đưa ra luật để thành lập Bộ An ninh Nội địa. Tổng thống Bush đã bác bỏ ý kiến này, nhưng các thành viên của Dân chủ và Thượng viện vẫn tiếp tục hối thúc và cuối cùng, vào tháng 6 năm 2002, hơn 7 tháng sau lần đề nghị ban đầu thì Tổng thống Bush đã đảo ngược lại lập trường của ông. Hệ thống báo động an ninh nội địa của Hoa Kỳ thành lập ra 5 màu sắc song song với các cấp độ khác nhau để báo động về các mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia như là khủng bố, bất ổn chính trị hay là thiên tai của Hoa Kỳ. Mỗi cấp độ được đưa ra sẽ tác động đến các hành động của liên bang tiểu bang hay chính quyền địa phương cho phù hợp với tình hình. Hệ thống này được Hoa Kỳ thành lập 3 tháng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 để cung cấp một phương pháp toàn diện và hữu hiệu trong việc phổ biến thông tin về nguy cơ khủng bố cho chính quyền và người dân Hoa Kỳ. Vào tháng Giêng 2003, thì Bộ Nội an Hoa Kỳ chính thức điều hành hệ thống này, quyết định công bố công khai các tín hiệu báo động. Hệ thống báo động này gồm 5 màu sắc theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, xanh dương và xanh lá cây. Màu đỏ là nguy cơ trầm trọng. Báo động màu đỏ từng chỉ ra một lần đưa ra cho các chuyến bay từ Anh Quốc từ ngày 10 tháng 8 cho đến 14 tháng 8 năm 2006 đã phá vỡ âm mưu cướp máy bay để khủng bố. Màu cam là màu nguy cơ cao, màu vàng là nguy cơ đáng kể. Màu xanh dương là nguy cơ nhưng không cao. Màu xanh lá cây là nguy cơ thấp. Mặc dù hệ thống bao gồm 5 cấp độ, nhưng chưa bao giờ được hạ xuống ở mức độ xanh dương hay là xanh lá cây. Trên phạm vi liên bang, mặc dù đã có một số tiểu bang hạ xuống dưới mức xanh dương trong một vài thời điểm ở năm 2003, ví dụ như là Hawaii, hầu như đa số thường ở giữa vị trí màu vàng. Riêng thành phố New York vẫn giữ vị trí màu cam từ ngay khi hệ thống thành lập cho đến nay. Tháng 8 năm 2004, hệ thống báo động bắt đầu xác định ở các khu cụ thể có thể bị đe dọa bao gồm hàng không, cơ quan tài chính và vận chuyển công cộng. Hệ thống báo động an ninh nội địa Hoa Kỳ đã thay đổi 17 lần ở mức độ đe dọa vào tháng 9 năm 2009. Kết quả nói chung cho thấy hệ thống hiện tại hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, riêng khả năng của hệ thống trong việc truyền đạt thông tin hữu ích một cách đáng tin cậy đến dân chúng thì chưa được hoàn chỉnh. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho rằng các mối đe dọa trong tương lai sẽ được nhằm vào mục tiêu thu hẹp hơn đến những khu vực cụ thể hay những khu vực đang bị đe dọa, chứ không phải báo động tình trạng cho toàn quốc. Nói tóm lại, Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ hợp tác để xây dựng nền móng vững chắc cho một quốc gia an toàn và bền vững xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn ở từng mỗi thành phố cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới